Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ ba, 19 tháng 12 2017. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Saint Columban, giáo phận Oren thuộc thành phố Gargoyle, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự buổi lễ tấn phong tân giám mục và phụ tá của giáo phận Oren là linh mục Nguyễn Thái Thành. Ngài là một người Mỹ gốc Việt, và để tìm hiểu thêm về tiểu sử của tân giám mục, chúng tôi đã được cha Luân, cha chính xứ của nhà thờ La Vang. Thưa cha, cha có thể chia sẻ đôi nét về tân linh mục thưa cha? Dạ vâng, đức tân giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành, ngài từ một gia đình có 11 anh em, và ngài đã qua Mỹ năm 1978. Trước đó ngài ở Boston, ngài đi học cho cái dòng cái đoàn vũ Đức Mẹ Bô Nhiễm. Sau này ngài được đi các nơi để mà làm việc mục vụ. Thứ nhất ngài đến Alabama và ngài làm cha phó ở đó trong 2 năm. Sau đó ngài về Atlanta. Atlanta cũng được 5 năm. Sau đó thì ngài vào giáo phận ở bên St. Augustine ở bên Florida và ngài làm cha sở 15 năm. Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, ngài sẽ cộng tác với đức cha Van trong vai trò mục vụ ở giáo phận chúng ta. Đây là một niềm hãnh diện cho người Việt Nam chúng ta, bởi vì tòa thánh nhìn vào giáo phận Oren là một nơi có Việt Nam đông nhất. Có thể nói rằng đây là đông nhất, bởi vì chúng ta có thể tới gần 80.000 người Công giáo Việt Nam trong cái giáo phận này. Cho nên lý do đó mà tòa thánh mới bổ thêm một vị giám mục thứ hai để cho coi sóc đoàn chiên người Việt Nam ở đây. Và ngài cũng có nhiệm vụ là chăm sóc tất cả anh em khác nữa, không phải người Việt Nam mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngài rất là thành công trong vấn đề mục vụ, mà vì thế ngày hôm nay chúng ta vui mừng với vị tân giám mục, và chúng ta cầu nguyện cho ngài được thành công trong cái sứ vụ đây, và chúng ta tiếp tục nâng đỡ ngài trong giai đoạn đầu tiên. Đây là một dịp vui hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Mỗi năm chúng ta thấy tầm quan trọng của cộng đồng chúng ta trong cái xã hội của nước Mỹ, nhất là quận Cam, không phải chỉ trong vấn đề chính trị mà vấn đề tinh thần luôn. Và việc một linh mục của người Mỹ gốc Việt đã được lên làm giám mục ở trong một khu mà quan trọng ở trong quận Cam. Mình biết là có Christ Cathedral là nhà thờ lớn của Diocese quận Cam ở đây, mà được một giám mục ở đây làm, nó nói lên là cái việc làm quan trọng của không những cộng đồng Công giáo nhưng mà cộng đồng của người Việt tổng quát. Và lễ chuyển chức được bắt đầu với vị chủ tế thánh lễ là Đức Giám mục Kevin Van, cùng đồng tế là các vị hồng y, giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các đại diện tôn giáo, các vị đại diện dân cử và hàng ngàn đồng hương, cũng như gia đình và thân hiếu của tân giám mục. Thánh lễ được bắt đầu khi giám mục chủ tế và các vị đồng tế tiến vào bên trong nhà thờ, và Đức Giám mục chủ tế đã ngỏ lời chào mọi người đã đến tham dự thánh lễ tấn phong tân giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành. Và sau các bài đọc thánh thư và phúc âm, nghi lễ tấn phong đã được bắt đầu với phần trình diện vị tân giám mục, phần đọc tông sắc từ tòa thánh, và tân giám mục đã nhận tông sắc và trình diện các giám mục, linh mục và giáo dân. Sau khi tân giám mục phục vụ trước bàn thờ, cộng đoàn hát kinh cầu các thánh, Đức Giám mục chủ tế đã làm nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức, cũng như đón nhận hôn bình an từ các giám mục, và vị chủ tế đã sức dầu thánh hiến cho tân giám mục và trao sách phúc âm, nhẫn giám mục và gậy mục tử. Và sau các nghi thức phục vụ của thánh lễ, tân giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành đã ngỏ lời với cộng đoàn: "Tôi rất cảm động vì những hồng ân Chúa đã ban cho tôi và cho tất cả chúng ta, những người tị nạn Việt Nam đã được sống ổn định, tự do, sung túc trên nước Mỹ và đặc biệt trong quận Cam của chúng ta. Tôi chân thành cảm ơn các linh mục, các tu sĩ nam nữ và đặc biệt toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hỗ trợ tôi qua lời cầu nguyện, qua thánh lễ hàng ngày, và tôi đã nhận được nhiều ánh mắt, nhiều vòng tay dang rộng đón chào tôi gia nhập vào một gia đình mới, và hôm nay là ngày chính thức rước dâu về." Kính thưa quý khán thính giả, thánh lễ tấn phong giám mục cho tân giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành đã kết thúc vào lúc 4:30 chiều cùng ngày sau lời kết lễ và ban phép lành của giám mục chủ tế, và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin kính chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an bình, hạnh phúc.